Kính lạy cha yêu dấu của chúng con cảm tạ ơn Ngài. Thì mỗi ngày Ngài làm cho chúng con được lớn mạnh, mỗi ngày Ngài tỏ cho chúng con những điều mới, để chúng con biết được cái sự vĩ đại của Chúa tạo dựng cho chúng con. Mỗi một ngày Ngài nâng cấp chúng con lên, để chúng con trở nên những cái con người lớn trong Chúa, trở nên những người lãnh đạo tuyệt vời của Ngài trong đời sống của mình. Và qua mỗi một bài học thì chúng con nhận biết được Chúa thêm hơn, nhận biết được mình thêm hơn. Qua mỗi buổi học thì chúng con lại làm việc một cách tốt hơn, làm việc một cách hiệu quả hơn. Qua mỗi một bài học thì chúng con cảm nhận thấy đời sống của chúng con sẽ mang được nhiều ý muốn của Chúa cho nhiều người và dẫn nhiều người đến với Ngài hơn. Chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều. Con cầu nguyện Ngài ban cho chúng con tấm lòng ngay thẳng, ban mở mắt cho chúng con để chúng con nhìn thấy nhiều những điều tuyệt vời của Chúa cho đời sống của mình. Cảm ơn Chúa về những ngày tháng Chúa trang bị cho đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện biết ơn Chúa. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. Amen. Hallelujah. Hôm nay chúng ta có vài người học ở đây rồi, thì tôi hướng dẫn anh chị em làm cái bài tập kiểm tra. Chúng ta cần phải làm tất cả các bài tập để mà nhận ra chốt tiếng Việt là gì nhỉ? Để được cho phép để đi thi làm luận án. Bảo vệ luận án thì mới xong trường giáo sĩ này được. Chỉ còn mấy tháng rồi nên anh chị em cố gắng lên nhé. Những anh em mà không vào được ấy, thì anh chị em sẽ nghe lại để tôi hướng dẫn anh chị em làm một cái bài tập mang số bao nhiêu, số 28 à? 28 bài tập bài kiểm tra số 28 ấy, bài kiểm tra mang tên là những khía cạnh của quyền quý hiện đại. Sách mà Nam dùng Google để dịch ra nó gồm 66 trang đấy, của A4 đấy. Và nó có rất nhiều cái công trình của mục sư A Nha, bà đang làm luận án tiến sĩ rồi, bà phục vụ ở hội thánh hay đại sứ quán nước Ân Phước trường dân tộc từ năm 2007, là mục vụ này rồi đấy, khi mà hiệp nhất được các mục vụ của trung tâm truyền giáo của hội thánh cộng với mục vụ nhà tù cộng với một cái trung tâm gọi gì nhỉ, tổ chức xã hội mang tên là phục hồi nhân phẩm và phục hưng xã hội, và kết hợp lại thành một cái mục vụ và đưa làm bùm lên ở Ukraine luôn đấy. Vì mục sư Sunday là nhận được cái sự bày tỏ của Chúa trong một lúc cầu nguyện, đó là Đức Chúa Trời sẽ lấy ra 7.000 người trong nhà tù ra để họ làm tướng lĩnh của Chúa ở ngoài. Và một ông trùm mafia ngày xưa ấy, tên là Sally, ông thuộc dạng là xã hội đen trùm hồi đó, cái biệt danh là Kiev ở Kiev ngoài đấy. Ông ấy ở trong tù mà thụ án tù nhiều năm trong đó, sau đó là ông ấy được Chúa cảm động khi mà người hội thánh đến ấy, trong tù thăm đấy, xong Chúa ông thay đổi, ông thay đổi, ông nhận được tình yêu của Chúa ở trong đó. Thế là khi ra tù ấy, bắt đầu ông ấy tới hội thánh và ông ấy mau chóng học và trở thành mục sư xã hội, và ông mở cái mục vụ này. Cái mục vụ này trong thời gian rất nhanh thôi mà đào tạo là mấy nghìn mục sư, mà tức là cái tốc độ mà đào tạo mục sư cho mục vụ chaplain đấy, mục vụ nhà tù tuyên úy đấy, thì lại nhiều hơn là mục sư đào tạo mục sư cả trung tâm truyền giáo ấy. Thì trong khoảng thời gian dài mới đào tạo được mấy nghìn mục sư thôi, nhưng ông đấy thì chỉ trong khoảng có một thời gian ngắn đấy, nửa năm thì khoảng mấy tháng, nửa năm đấy hay là năm gì đấy thôi, mà đào tạo được đến cả ngàn mục sư rồi. Thì họ đến đấy để học, để mà biết những cái nền tảng cơ bản của cái mục vụ nhà tù, mà khi mà có sự bày tỏ của Chúa đó thì như ông mất rồi vậy. Ông khoảng thời gian rất ngắn trên đất thôi, ông phục vụ chuyện đấy. Sally, tên Sally, mục sư Sally, ông cũng biết cuốn sách nào đấy. Trong cái bài mà Nam dịch ra đó, 66 trang đấy, thì có nói về lịch sử của một cụ tuyên úy của hội thánh đại sứ quán nước trời, nói về nhiều cách thức hoạt động trong đó, nói về sự bày tỏ khải tượng, nói về mission, nói về cách thức từng bước một, step by step để phục vụ như thế nào, đầy đủ hết ở đấy. Nó mang tính chất như là một giáo trình đấy, nhưng mà để làm bài tập đấy, anh chị em thấy không, thì lại lại là khác. Cái bài tập mà chúng ta mà anh chị em trả thi đấy,
thì nó mang tính chất là cá nhân, khi chúng ta mở ra chúng ta nhìn thấy mà. Còn nhưng mà chúng ta nhìn vào cái bài đấy của bà A Nha đấy, để chúng ta làm gương, làm mẫu để mà mở một cái mục vụ như thế nào, cái mục vụ này ảnh hưởng xã hội ra sao, phải làm việc các cơ quan công quyền thế nào, từ A đến Z hết luôn đấy, từ số 0 ấy, phải làm hết từ đầu đến cuối phục vụ ra sao. À, tuyên úy thì chúng ta biết là có ở ba lĩnh vực đúng không, ít nhất ba lĩnh vực trong bệnh viện, nhà thương đấy, lĩnh vực trong trại tù, nhà giam, trại cải tạo, và lĩnh vực ở trong quân đội, cảnh sát, đúng không ạ? Và mỗi một cái lĩnh vực đó nó là mang màu sắc khía cạnh khác nhau. Nếu như một dân ấy, họ mang tính chất gọi là tâm lý học khác nhau mà, cũng như chúng ta mà mở trung tâm cai nghiện hay là phục vụ những người thân của người nghiện ấy, cũng khác nhau, cũng là người dân đó. Chúng ta đào tạo dân làm chính trị thì khác, dân làm kinh tế khác, dân làm khoa học khác, dân công nghệ khác, nó có gì khác ở điểm nào đấy. Tất nhiên có nghệ thuật, có nguyên tắc, hệ thống giá trị mà chúng ta vẫn biết là chung thôi, có rất nhiều cái. Vì thế mà trong hội thánh chúng ta được dạy, được dỗ đào tạo 5 điểm đấy, 5 ngón tay chúng ta biết rồi: tâm linh, nhân cách, chuyên môn, quản trị và đi cai trị, đi lãnh đạo, đi lãnh đạo, đi làm vua. Thì hai cái đầu tiên là cực kỳ quan trọng, đó là gì, là tâm linh và nhân cách. Tâm linh là mình biết với Chúa Trời như nào, có quan hệ với Chúa gần gũi ở trong tất cả các hình thái, cha con, chủ tớ, thầy trò, bạn bè, anh em, chồng vợ ra sao, các độ khác nhau, các mức độ tuổi tuổi để mình lên. Rồi nhân cách nữa, nhân cách thì giống với Chúa Trời, thì ai cũng có nhân cách cả, ít yếu hay nhiều thôi. Nhân cách là character đấy, là khắc họa người đấy thôi. Ai đó đương cục đất thì họ cũng nắm cái hình gì đó, méo mó là sao cũng ra cái gì đấy, người ta gọi nhân cách yếu. Nhưng có nhân cách mạnh, nhân cách mạnh nhưng mà nhân cách lại giống quỷ, giống ma quỷ hơn, giống Babylon hơn, mạnh nhưng không đời đời. Thế còn nhân cách giống Chúa đấy, thì khắc họa giống Chúa, thì chúng ta giữ nó theo hình và tượng của Chúa Trời mà. Nhưng vì thế cái nhân cách của chúng ta làm việc cái phần đấy là làm việc để giống Chúa Trời. Sau phần thứ ba đó chuyên môn, đó chúng ta làm thành cái kỹ năng gọi là điêu luyện luôn, đó làm thủ đoạn mà siêu, khi mình đặt tay vào, đặt chân vào thì nó không ai làm tốt hơn mình được nữa, mình cải thiện, mình hoàn thiện được sao ấy. Để mình đã làm rồi thì khó mà có người có thể là làm tốt được như mình, trước không có và sau này không còn nữa, muôn đời sau này không còn nữa. Đấy là đặc điểm của đạo binh đặc nhiệm ngày sau rốt, mà chúng ta là lính đặc nhiệm được Chúa gọi đến đó. Và để thế là chúng ta phải luyện tập, chứ không phải tự nhiên nó có được, phải khổ luyện. Lính bình thường đã phải khổ luyện rồi, huống chi lính đặc nhiệm thì khổ luyện thế nào nữa. Và lính đặc nhiệm ấy thì họ có tinh thần chiến đấu rất cao, họ hiểu được cái sứ mạng họ đang mang, họ không có chuyện lề hà hay là vô trách nhiệm đâu, lười biếng đâu, họ có chuyện ỷ lại thì ăn nói lôm bôm thì làm đánh sống bỏ rùi, từ làm lỗi sai lung tung vàng đâu, họ không có thái độ đâu anh chị ạ. Thái độ họ rất nghiêm túc, thái độ họ ở trong lý đặc nhiệm đấy, họ biết rằng họ chỉ sai một phát họ có thể chết, sai phát là đồng đội có thể bị giết, sai họ có thể là đất nước họ bị mất. Cái tinh thần họ cao như thế, nhưng họ không để cho họ cùng tinh thần ấy, để không cho phép là mình sai lầm. Tất nhiên chúng ta biết là sai rồi, nhưng mà cái thái độ ở bên trong tư duy ấy, là tư duy là chúng ta phải không cho mình sai, tư duy như thế nhé. Tư duy như thế mà vẫn còn bị sai, huống chi là không có tư duy đó thì nó sai thế thảm, sai đời đời luôn, sai mãi mãi luôn. Nên phải có tư duy như thế thì mới hoàn thiện được. Nhưng trách nhiệm của chúng ta rất cao. Amen, các anh chị em ạ. Mà chúng ta đã ra mắt hội thánh rồi, 1 tháng 4 ấy, trách nhiệm rất cao rồi, không có chuyện lề mề nữa thôi. Bây giờ anh chị em phải thái độ khác đi. Rồi chúng ta học đến, ở trường giáo sĩ, anh chị em học đến sau năm thứ hai rồi mà. Thì thái độ này khác đi chứ. Sai chính tả thì bây giờ vẫn cứ sai ở mầm thế, không thể chấp nhận được. Bởi vì tôi đã dạy anh chị em là sai chính tả phải làm thế nào rồi. Có một quyển sổ đấy, ghi tất cả lỗi chính tả mình vào. Xong rồi mình học cái quyển sổ đi, thế là thôi xong. Xử lý được lỗi chính tả. Mà bây giờ lỗi chính tả vẫn cứ sai ở mầm. Rồi cả nộp bài thi đấy cũng sai ở mầm nữa. Các dấu dấu má các thứ đấy vẫn cứ để sai. Thế mới nhỏ nhặt đấy thôi. Cũng chỉ là còn nhiều thứ khác nữa.
nên trách nhiệm chúng ta cao lên nhá, anh xem ạ. Nên hội thánh, khi mà bước vào hội thánh của Chúa, là bước vào quân đội Chúa, thì biết rồi, đây là Kinh Thánh nói là chúng ta làm sao ạ, làm đẹp lòng cái người chiêu mộ mình, là đấng đó, Chúa là đấng chiêu mộ mình, chứ không đẹp lòng mình nữa rồi, không đẹp lòng thế gian nữa rồi. Đấy, chúng ta coi như sự sống chúng ta là coi như chết rồi, vất rồi, ném rác rồi, ném vào hồ lửa rồi. Nếu không có Chúa là đời sống chúng ta vấp vào hồ lửa, sau địa ngục và sau cuối cùng là hồ lửa đời đời. Vì thế mà sự sống này không phải của mình nữa. Nên đừng có nghĩ là tôi sống cho tôi sống cho tôi sống cho gia đình tôi sống cho con tôi, mẹ tôi, vợ tôi, anh tôi, chị tôi, mà sống cho Đức Chúa Trời. Mà trong nước trời thì có cả cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con gái mình hết. Chứ đừng có sống ích kỷ cho mỗi gia đình tôi, cho ABC tôi thôi, mà cho nước của Đức Chúa Trời. Nên Chúa nói là trước hết mọi sự tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình, thì Ngài sẽ ban cho mọi điều ấy nữa. Cái điều gì mình cần, gia đình, vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè, họ hàng, luôn luôn các thứ sẽ là phần cho thêm hết. Nó không mục tiêu chính của mình, nó mục tiêu phụ. Thế sẽ bám chặt vào cái kia. Còn nếu ai mà cứ thích giữ sống mình thì Chúa nói sẽ chắc sẽ mất. Ai mà giữ sống mình thì sẽ mất, nhưng ai mà vì ta mà mất sự sống mình thì sẽ lấy lại được. Amen. Chưa. Nên những người ở trong hội thánh sống trời đấy, họ là những người nghiện trước đây đấy. Rất nhiều họ cựu nghiện, là nghi người bị nghiện trước đây. Sau họ hiểu rằng đời sống không thuộc họ nữa, họ rất là radical, rất là cực đoan theo nghĩa là tích cực để hầu Chúa, can đảm. Chỉ có điều là lúc đó cái sự hoàn thiện của giáo lý chưa đầy đủ hết thôi. Bây giờ chúng ta là có sự dựa hoàn giáo lý cực kỳ, khá là đầy đủ trong cái hệ thống giá trị nước trời, cực kỳ là chuẩn mực, chắc chắn, rất là mạnh mẽ, rất là cân bằng và sâu rộng. Cả cái khải tượng của đánh chúng ta, rồi cả cái chương trình huấn luyện 5 năm, 8 năm, 10 năm, hạn 8 năm, 10 năm là hai phương án dự phòng đấy, có hết. Từ 8, trong vòng 40 năm đấy, từ một người phải sản sinh ra 603.550 ông vua. Anh chị em thấy trách nhiệm của mình lớn không? 40 năm, tức là khi bây giờ tôi 50 tuổi, thì đến năm tôi 90 tuổi đấy, thì tôi phải ra được 603.550 ông vua, những người lãnh đạo, leader. Mà chúng ta học leader là gì rồi? Leader không phải là mấy cái ông chủ tịch nước, thủ tướng hay là bộ trưởng của nước đâu. Đấy leader có leader thật, có đầy leader đều. Họ có cái gì ạ? Cái cương vị của họ, nhưng mà trước mặt Chúa Trời họ không phải leader. Leader chúng ta định nghĩa leader là cái người mà biết Chúa Trời, đúng không ạ? Biết Chúa Trời, biết sứ mạng tiền định của mình thì mới xứng đáng leader. Thế còn leader đấy, leader chỉ gọi bằng tên thôi. Leader là người biết Đức Chúa Trời, biết bản thân mình, biết sứ mạng tiền định của mình, biết cái bản thiết kế định Chúa dành cho mình, biết mục tiêu đời sống của mình. Và mình thực hiện, đang trên đường thực hiện cái mục tiêu đó thì mới gọi leader. Họ quan hệ với Chúa nên họ mới có chuyện đó. Thế còn leader chỉ biết tôi là mục sư hội thánh, tôi là sứ đồ, mà không biết sứ mạng tiền định ấy, thì vất sọc rác. Có thể nói như vậy, chúng ta dùng cái từ hơi nặng đấy. Nhưng phải để thế, bởi chúng ta lấy đặc nhiệm mà chúng ta phải bị nghe điều đấy, bởi vì cái đấy là tiêu chuẩn, đấy là kém, dành cho ai khác thì có thể được, nhưng đối với đặc nhiệm ấy thì không thể được, bởi vì tiêu chuẩn đấy tiêu chuẩn cực kỳ thấp, tiêu chuẩn đấy sứ đồ con trẻ, giáo đồ hoàng con trẻ, mục sư trẻ con mọn, với con cái bé mọn ta ấy. Mà chúng ta học về các độ tuổi thần linh như thế nào rồi. Hallelujah. Chúng ta định hình ấy, chúng ta biết đã, xong chúng ta còn làm theo mà. Nhưng mà trước hết phải làm hệ tư tưởng chứ đã. Hệ tư tưởng mình phải là được hệ tư tưởng cực chặt, chặt chẽ. Sau đó mình rèn mình vào trong hệ tư tưởng đấy. Hệ tư tưởng nước trời đấy. Rất đầy đủ mà chúng ta đã có trong cả một hệ thống cơ sở giáo giáo dục của Hội Thánh Đại sứ quán nước trời, cũng như Hội Thánh Trời Thương chúng ta là rất mạnh và đầy đủ. Chúng ta có đủ hết để đào tạo sứ đồ, giáo sư, thầy giảng, mục sư, giáo hoàng, thượng phụ, đủ hết. Quy định chưa được hết. Nguyên thủ quốc gia, vua trong truyền thông, thể thao, khoa học, nghệ thuật, cái gì cũng thể làm hết. Chúng ta có để cái nguyên tắc để dạy họ mà. Vì bây giờ chúng ta từ Chúa mà ra. Chúa thì bảo cứ theo ta sẽ làm cho cái người trở nên tay đánh lấy người mà. Thì cũng vậy thôi, ai cũng theo mình đấy. Ai theo chúng ta, họ cũng được chúng ta huấn luyện trở thành tay đánh lấy người. Tức là toàn những vĩ nhân cả. Vĩ nhân chỉ đẻ vĩ nhân thôi. Con vua thì lại làm vua mà. Đúng rồi. Nên con vua lại vua chúng ta là con vua trời, nhưng chúng ta chỉ làm vua thôi. Sau đó con cái thuộc linh của mình cũng phải làm vua. Vậy thôi. Amen. Đấy tư tưởng cao sang như thế, dòng dõi
thầy tế lễ của nhà vua mà, nên không có chuyện ất ơ được. Tư duy không thể nào hèn kém ất ơ được, không thể tầm thường được. Chúng ta cần phải phi thường cả. Chúng ta bề ngoài thì có vẻ tầm thường, bề ngoài ăn mặc có thể xoành xoàng, nhà cửa xe cộ ruộng vườn ABC có thể không có, có thể bị đuổi bắt, bị bắt bớ, bị đù các thứ, nhưng mà cực kỳ giàu có trong Chúa. Đấy, chúng ta làm bộ nghèo nhưng thực của cải rất nhiều, còn có kẻ làm bộ giàu nhưng chẳng có gì cả, như sách Châm Ngôn nói như vậy. Nhà chúng ta có Chúa Trời, có sự khôn ngoan của Chúa trong mình, có bảy thần của Chúa Trời, có thánh linh của Chúa đầy ngập, Amen. có cơ nghiệp của Chúa Trời, có cái những sự mầu nhiệm của Chúa, đến nỗi mà Chúa cho chúng ta là kẻ quản trị và phân phát lẽ mầu nhiệm của vương quốc Chúa Trời mà. Thì nó kỳ diệu thế nào, những cái điều mà sứ đồ Phaolô trước đây nhìn thấy mà không được quyền nói, những cái lãnh thổ mà sứ đồ Phaolô ấy muốn vào nhưng không cho vào, thấy đi Chúa không cho vào để dành cho chúng ta, là thời đại cuối này, nên là cái trách nhiệm chúng ta rất là cao. Shakadabarasakadurjushikanambaba. Amen. Amen. Nên bây giờ là chúng ta đang nói về cái bài tập, cái bài kiểm tra đề tài số 28 ấy, mang tên là những khía cạnh của tuyên úy hiện đại. Thì giáo trình đấy anh chị em có rồi, tham khảo để xem, để nhìn theo cách thức hoạt động của bà ấy, tôi sao bà ấy, cái mục vụ của bà ấy, cái mục vụ của bà ấy của đại sứ quán trời, mục vụ mà nổi tiếng nhất Ukraine anh chị em ạ, ba hội thánh học một tập đấy, vì ảnh hưởng của đại sứ quán trời là khủng khiếp mà. Một năm đã là 1.000 người, 8 năm là 1 triệu người, và 12 năm đã 2 triệu người rồi. Và ảnh hưởng đến tất cả lĩnh vực xã hội, chỗ nào cũng thấy hội thánh đại sứ quán trời cả. Đi đâu cũng thấy, nên mafia tôn giáo nó kinh hoàng luôn. Này cho ông Sunday vào thành phần là nguy hiểm đến gọi là an ninh quốc gia mà. Vì Putin ấy là, thời đấy là cái chế độ cộng sản đổi màu của Ukraine ấy, là thân Nga mà, dưới làm nô lệ của Nga, như chung như tàu cộng đang đang gọi thao túng cộng sản Việt Nam đấy. Thế mà Chúa gìn giữ không bị thủ tiêu, không bị ám sát, tìm một cách để ma quỷ tìm cách để chốt hạ mà không làm gì được nổi. Và bây giờ chúng ta biết rồi, nguyên tắc của Chúa mà cái cọng tóc trên đầu không dụng nếu mà Chúa không muốn ấy. Đừng có sợ 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 gì hết. Amen. Chúng ta có ngã, có vấp thì cứ đứng dậy đi tiếp, không ngồi đấy mà khóc xong rồi đầu hàng được, mà không có nghĩ, không được nghĩ được phép đầu hàng đi xem ạ. Có ngã có đứng dậy mà đi, thương tích cũng đi, ngã không đi được thì bò anh xem ạ, không bò được thì gọi mọi người kéo mình đi, Bài đã học rồi. và kéo mình đi mà không được, không ai kéo đấy, thì mình thì ý tưởng của mình cũng phải là ý tưởng mình đang đạt đến đó. Có tới lúc đó thì tự lết mà lết thẳng. Lết, lết thẳng ừ. Em cũng Đấy, không vậy có lết, không đó, có lết không ngoan nghèo đúng rồi, phải đi. lết Tư duy chúng ta, tư duy của người cứ tiến tới, tiến tiến tới Chúa thôi, cứ tiến tới kêu gọi Chúa, cứ tiến tới đích mà chạy thôi, nhắm đích mà chạy. Và chúng ta nhìn thấy cái nguyên tắc, nguyên tắc có đầy đủ trong xã hội thế gian mà. Đây nguyên tắc của Chúa đấy, bao nhiêu người họ thành đạt được bởi vì họ nhìn thấy họ yếu, họ sai nhé, thế mà họ cứ bám chặt, họ vẫn đang được. Cộng sản về Taliban ấy toàn là phản động, giết người về rất là độc ác cả, nhưng mà nó cứ tin chuyện đó, nó nhồi sọ được dân cư Việt Nam và dân cư ở Afghanistan như vậy, nó vẫn thắng được các chế độ văn minh ở mức độ nào đó, nhưng sau này nó thảm bại hoàn toàn thôi. Nên đến nguyên tắc của Chúa là Chúa nhìn, Chúa cho chúng ta nhìn thấy đấy. Trong Kinh Thánh cũng vậy, Chúa chỉ thế thôi được anh chị em xem. Hallelujah. Đây. Thấy chưa? Học viện thần học Josue này. Các khía cạnh của chấp định hiện đại. Đây, một sư A nhà là gì đây? Rồi, đấy câu hỏi đây. Bảy câu hỏi thôi. Hãy nói chung ấy, là hãy miêu tả mục vụ của bạn, hãy miêu tả cấu trúc mục vụ của bạn. Đây câu hỏi mang tính chất cá nhân rồi, nên vì thế mà ai đang ngồi chép của nhau là không thành công rồi. Mục vụ của bạn anh chị em nhé,
Tiếp này, câu 1 này. Viết ra lời, tức lời Chúa đấy, hay sự mặc khải mà bạn nhận từ Chúa. Đó, tức mình viết ra cái sự mặc khải, khải tượng mà mình nhận từ nơi Chúa. Rõ ràng thế nào? Nhưng mình không thể chắc nhau được rồi. Mình phải nhận được Chúa cho mình cái lời nào mình viết ra đấy. Cho cái mục vụ của mình đấy. Để đang nói liên quan đến cấu trúc mục vụ của mình nhé. Thì mục vụ nó phải xây dựng trên gì ạ? Trên lời của Chúa Trời, cái sự bày tỏ của Chúa, chứ không phải là tôi thích thì tôi làm, hay là ông mục sư kia, ông bà mục sư kia nói tôi phải làm thế thì tôi làm, mà không sự bày tỏ thì vất đi hết. Chúng ta đi cái nguyên tắc của Chúa trong sách Ma-thơ 18 âm 16 rồi đấy. Các môn đồ ấy, Chúa không lập hội thánh trên họ được nếu như họ không nhận được Chúa Jesus Christ là ai. Nên khi Chúa hỏi các người ta sự ta là ai đấy, những người khác cứ nói ô, người nói các thầy giáo, thầy tôn giáo nói thế này à, thầy chị nói thế là đủ các thứ nên người ta nói thôi, nên các ngươi thì coi ta là ai. Cho chúng ta phải nhận được sự bày tỏ cá nhân, không phải thần học dạy chúng ta, không phải mục sư dạy chúng ta, mà chúng ta phải nhận được cái sự bày tỏ cá nhân cho mình. Mục sư hay thần học dạy đấy chỉ là hướng dẫn thôi, chỉ là gợi ý thôi. Còn nếu mà sự bày tỏ đấy thành cá nhân cho mình, khi mình mà suy ngẫm cái lời đó đấy, mình có sự bày tỏ bằng ô đây là của mình, thì đấy, đấy mới là sự bày tỏ. Amen. Còn tất nhiên nếu anh chị em mà không nhận sự bày tỏ của Chúa thì chứng tỏ rằng đời sống người đấy là không có quan hệ với Chúa sâu rộng. Hiển nhiên thôi, tại vì đã có quan hệ với Chúa thì chắc chắn phải nhận được lời của Chúa, chắc chắn nhận sự bày tỏ mặc khải của Ngài về đời sống mục vụ của mình. Còn không đấy chỉ được theo tôn giáo hay là người quá là con trẻ nên là không biết mặc khải Chúa dạy cho mình cái gì cả. Chỉ mấy thứ mặc khải, tôi thấy cái nọ, tôi thấy kia, thì mấy thứ mặc khải tơ mơ, mấy mặc khải tơ mơ thì chúng ta không nói ở đây. Chúng ta nói cái mặc khải mà nó tương tự như khải tượng mà chúng ta nhận được thánh, 7 điểm mà chúng ta được học đấy, có thấy không ạ? Nó rõ ràng. Nhưng mà tất nhiên rõ ràng như thế thì quá là cao thủ rồi. Chúng ta thì ít nhất nó phải có gì gì đấy để mà xây dựng cả cái mục vụ của mình trên cái lời đấy của Đức Chúa Trời. Amen. Anh chị em biết không? Có những người mà họ thành đạt ở trong giới Cơ Đốc ấy, họ chỉ mỗi cái khái, mỗi mỗi gọi gì cả, mỗi cái sứ điệp của họ thôi, họ giảng cả đời của họ, mỗi sứ điệp của họ thôi nhá, họ lấy trên đời đấy thì họ phát triển mỗi cái lời đó thôi, thì họ trở thành một người nổi tiếng. Để biết rằng sức mạnh của sự khải tượng ấy, nó mạnh như thế nào, mà đấy chỉ có một sự khải tượng, một cái sứ điệp thôi nhá, nhỏ nhỏ thôi nhá, thì họ đã có cái để làm rồi. Huống chi chúng ta có vô số nữa, đúng không? Chúng ta có cả bức tranh toàn cảnh để mà chúng ta được khải tượng là sống ở đời này, đời sau và cõi đời đời nữa. Để làm vua như thế nào nữa? Để làm hậu sủng ái Chúa thế nào nữa? Họ làm DNA của Chúa thế nào nữa? Để cai trị với Chúa trong vương quốc hàng năm ra sao nữa? Để cùng Chúa lập trời mới đất mới thế nào nữa? Đúng không? Để mà dòng dấu chúng ta ấy, là nối sau đến ngôi của Đức Chúa Trời. Và quyền cai trị cứ dấy trên dòng dõi chúng ta mãi không thôi, như thế nào nữa? Đấy, cũng một cái đầy đủ rất là tuyệt vời nữa. Toàn cái sự mà tai chưa nghe, mắt chưa thấy, lòng người chưa hề nghĩ đến, họ không dám nghĩ đến rồi. Nhưng mà chúng ta yêu Chúa đó thì là chúng ta nhận được. Chúa bày tỏ những người là kính mến Ngài, yêu Ngài thì Ngài cho người biết. Amen. Thì chúng ta có cấp độ quan hệ khác nhau với Chúa, từ cha con, thầy trò, chủ tớ, anh em, bạn bè, vợ chồng đấy. Thì Đức Chúa này bày tỏ chúng ta rất nhiều cái điều sâu nhiệm anh chị em ạ. Tất cả điều số nhiệm chúng nhận được, chúng hội thánh chúng ta nhận được ấy, thì đấy là nhờ là có người đã có quan hệ với thế, với Đức Chúa Trời, để chúng ta nhìn thế, để chúng ta học tập. Amen. Chứ mà chúng ta khoe mình ô cái ông mục sư đấy có sự quan hệ với Chúa, thế xong chỉ khoe với ông mục sư thôi, thế còn các bạn thì sao, anh em chúng ta thì sao, nam thì yến thì sao, cá nhân chúng ta thì sao? Nên sư luận nên Chúa Giêsu nói đấy, còn ngươi coi ta là ai? Thì lúc đó Peter nói rằng Ngài là con Chúa Trời, Ngài là Christ con Chúa Trời. Thì Chúa Giêsu phát hiện ra ngay đây là thần của Thánh Linh Chúa bày tỏ, nên Ngài nói ngay đấy là chẳng phải là cha, chẳng phải là xác thịt tỏ ra đâu, đấy là cha trên trời tỏ cho người đấy. Tôi cũng một câu nói nhé, nhưng mà Chúa Giêsu biết ông này nói trong sự hiểu, thông hiểu về khải tượng đối bằng sự mặc khải. Cũng một câu nói, có người cũng nói những con vẹt nói, nhưng mà họ chẳng phải mặc khải tượng cho họ. Khi Chúa hỏi Jesus Christ ta là ai ấy, thì khi mà Phi-e-rơ nói là Ngài đứng Christ con Chúa Trời, bây giờ ai cũng có thể đọc lại câu đấy thoải mái luôn, thần học dạy anh chị em quen rồi mà,
Chúa Giêsu là Đấng Christ con Đức Chúa Trời, ai có thể nói được. Thế nhưng họ không mặc khải, họ không hiểu cái từ đấy là gì cả. Khi họ không hiểu từ đấy, tức là họ không mặc khải. Tại có mặc khải thì sẽ hiểu về cái điều đó, hiểu rõ. Đây tiếng Việt, tiếng Việt có dùng từ như là từ gọi là giác ngộ đấy. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, tức là nó bùng lên trong đầu, trong lòng tôi hiểu, hiểu rõ cái điều từ giác ngộ. Cái hội mình theo Phật giáo gọi từ giác ngộ. Từ họ ngộ ra, họ nhận, họ thông minh ra, họ thông sáng ra, hiểu rồi, xong rồi, tốt. Cũng tương tự như anh chị em ngày xưa ấy, có bao nhiêu khái niệm nào đó anh chị em không hiểu cái gì nhất, người ta nói cứ làm đi làm lại cũng biết, như đến lúc mình làm đúng không, mình hiểu rồi, đây, hiểu quá dễ rồi. Khi hiểu thông thông thạo nó từ giác ngộ đấy, thì đấy khải tượng mà mang ra, thì mình phải có từ như giác ngộ ấy, để thành ra mình thông sáng điều đó và đấy điều sống cho mình. Và khi nhận được sự mặc khải rồi đấy, thì Chúa Giêsu mới bắt đầu tin tưởng cho mình cái mục vụ đó: ta lập hội thánh, ta trên đá này, và cửa phủ không thể thắng nổi hội đó. Ta ban chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, và điều gì các ngươi mở từ đất trên trời mở, điều đóng từ đất trên trời đóng. Nhận mặc khải cơ từ Chúa đấy, thì lúc đấy Chúa mới cho phép để xây dựng cái mục vụ trên cái sự mặc khải đó, và lúc đó chìa khóa nước thiên đàng mới được ban cho để mà mở và đóng. Thế nhưng mà bây giờ nhiều hội thánh là không có quyền năng để mở và đóng, không có, bởi họ không dựng mặc khải thật của Chúa Trời. Họ chỉ là tôn giáo kể đi kể lại từ đời này sang đời kia, kể kể lại rất là sáo rỗng giáo điều. Vì thế họ không quyền năng, vì thế cái sự giảng tin lành họ mang quyền chẳng sợ, giảng tin lành thoải mái, cho đi thoải mái, nó quyền nó không sợ, vì không phải sự mặc khải của Chúa, chẳng qua làm theo thói quen. Thói quen nó khác sự mặc khải anh chị em nhé. Giác ngộ ấy, cái người mà làm trong sự giác ngộ ấy, nên Chúa nói cái người thông sáng làm điều gì cũng theo sự hiểu biết, đúng không? Người khôn ngoan ấy, thông sáng làm đi theo sự hiểu biết, tức giác ngộ rồi. Họ giác ngộ, họ nhận thức điều đó, họ hiểu điều đó, họ được mặc khải điều đó, họ làm thông sự thông hiểu, họ làm, họ biết họ làm cái gì, đi đâu về đâu, kết quả thế nào, họ biết. Chứ mình cứ làm, tại sao làm, bởi vì tổ tiên tôi làm, bởi vì cha tôi làm, tôi cứ làm. Nên vì thế là câu thứ nhất đấy, là viết ra lời hay sự mặc khải mà bạn từ lời Chúa để xây dựng cái mục vụ của bạn. Amen. Có thể, thế tôi gợi ý cho em có thể có nhiều cái. Anh chị em có thể là có một sự khải tượng riêng cho mình, đúng không? Những cái khải tượng riêng đấy kiểu gì nó vẫn gắn vào chung, anh chị em sẽ nhìn thấy một phần ở trong cái khải tượng mà chúng ta nhận được ít nhất 7 điểm, ba cái tờ sớ mà Chúa rơi từ trời xuống cho mình đấy. Amen. Chúng ta phải nhìn thấy cái khải tượng mình nó phải nằm trong phần đấy. Tại vì Đức Chúa Trời đưa chúng ta đến hội thánh trưởng nam của Ngài, sự thống xuất Thiên Chúa đấy, thì không phải vô tình đâu. Chúng ta là một phần trong hội thánh đó, thì cái khải tượng chúng ta kiểu định nằm trong đó. Tôi đoán chắc chắn như vậy, tôi biết chắc chắn như vậy anh chị em. Anh chị em muốn lấy cái dân nào ra thì trong trong khải tượng chúng ta có đầy đủ hết mà. Anh chị em muốn cái gì thì năm vòng cửa chúng ta có hết. Anh chị em muốn cái dân nào thì năm cái vòng cửa chúng ta là năm châu lục, năm châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc có hết. Năm vòng của chúng ta khi nói về chức vụ cho hội thánh, năm chức vụ sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư có hết, năm lĩnh vực chính: chính trị, kinh tế thương mại, khoa học giáo dục, văn hóa nghệ thuật. Phần cửa còn lại là tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội khác có hết, cái gì cũng chui hết vào trong đó được. Ai đó có thể là không nhận mặc khải cụ thể như thế, ít ra anh chị em sự mặc khải về sự vâng lời, tôi vâng lời thẩm quyền của mình, cha thuộc linh của mình đó, thế thôi, ít nhất là như thế đấy. Nếu chúng ta không sự mặc khải để xây dựng một vụ đấy cụ thể, để chúng ta xây một cấu trúc, một cái nhà, tòa nhà riêng, thì chúng ta việc cái việc nhỏ là chúng ta phải trung thành với cái người lãnh đạo của mình, là cha thuộc linh của mình chẳng hạn. Tiếp đón bạn mục sư của bạn ấy, chúng ta đọc một cuốn sách nào đó, bạn mục sư của bạn nhận được sự bày tỏ gì ra rồi, thì biết rằng mình là con thuộc linh, nên cái gì của cha cũng là của con, nên bây giờ mình chỉ vâng lời cha thôi. Anh chị em có thể nhận sự khải tượng đấy thôi, hãy lấy cái đấy. Và khi nếu chúng ta mà có được sự khải tượng là vâng lời cha mình đó, thì thôi rồi, lấy luôn tất cả cái khải tượng gì mà của cha thuộc linh mình có là của mình. Amen. Thấy chưa, hay không? Chỉ nhờ một cái khải tượng nhỏ bé tí thôi nhá, mà anh chị em nhận được là tôi phải vâng phục cha thuộc linh của mình, nhận được đấy chắc chắn từ Chúa nhá. Không phải ông mục sư ông ép, ông bắt, ông dạy, ông gọi mình, ông nhét nhồi nhét mình, ông tẩy não mình, ông bù làm trò để cho mình phải nghe. Mà anh chị em phải nhận được cái điều đó từ Đức Chúa Trời, xong Thánh Linh của Chúa ở trong lòng mình khẳng định điều đó, bản thân mình cũng xác quyết điều đó.
Thì ít nhất là khải tượng đấy thôi nhá. Nhưng tôi nhắc lại chị em, đây đời Thánh Linh đang nói đấy. Thánh Linh đang nói bằng cách chỉ cần đấy, con sống trong tình cha con thôi. Sống trong tình cha con nhận một điều đó bằng sự khải tượng. Ta ban cho con. Amen. Thì con chỉ cần vâng lời cha thuộc linh thôi. Xong. Cái gì của cha là của con. Thôi xong rồi. Bên cha thuộc linh của mình có một đống cái khải tượng thì thôi. Cứ việc mà lấy ra mà xài thôi. Thì lúc đó anh chị em sẽ nhận được từ nơi cha. Amen. Nơi cha thuộc linh của mình đấy. Alo, anh chị em nghe rõ không ạ? Alo. Dạ. Từ từ có ghi không đấy? Alo. Shakada có ghi không ạ? Có ghi. Có ghi đi. Dạ có. Nam Hiến đâu rồi ạ? Chị em đâu Con rồi? à, con đang nghe à? Có nghe. Nên câu thứ nhất đấy, nghe thì có vẻ đơn giản đúng không? Vừa khó vừa dễ. Đây, nếu mà chúng ta khi nói là hãy miêu tả cấu trúc mục của bạn, câu thứ nhất hãy viết ra lời Chúa hay sự mặc khải mà Chúa ban cho bạn. Mình mà không có lời này thì hỏng rồi anh chị em ạ. Đến giờ mà anh chị em mà không có lời mặc khải của Chúa cho mình chứng tỏ rằng là chả biết chúng ta là ai nữa thì là tôi rất thất vọng với cái người đó đấy, anh chị em. Như Chúa Giêsu nói là cái gì tao với người bao nhiêu năm nay mình không biết ta, ai nhìn thấy ta nhìn thấy cha, ai cha là một. Đấy, tương tự như sự thất vọng của Chúa Giêsu ngài bày tỏ bằng cảm xúc của ngài đấy khi mà Philip nói là thôi, thầy cho tỏ cha cho chúng tôi đủ lắm rồi, thầy nói nhiều quá, thầy dạy nhiều quá, thầy chỉ cha cho tôi đủ rồi, thầy chỉ cần nhận sự bày tỏ thôi. Amen, anh em hiểu ý tôi chứ? Dạ Chỉ cần sự bày tỏ nhỏ nhất thôi là về cha thuộc linh, về mục sư của mình thôi. Sao thì cứ việc mà anh chị em có quyền truy cập đến các điều mà ông đã có theo mức độ đức tin mình nhận được thế thôi. Lấy sự bày tỏ của cha thuộc linh là của mình mà, bởi vì là ông là cơ nghiệp của mình mà. Amen. Mà nhớ chỉ có trong cái mối tình cha con anh chị em mới có quyền nhận cơ nghiệp hợp pháp anh chị em nhé. Amen. Cũng như cha con thực thể đấy, đúng không ạ? Thì cái người con mới có nhận quyền thừa kế hợp pháp từ người cha. Amen. Thậm chí là không viết lách cái gì cả, nhưng mà nếu mà không có gọi là di chúc thì khi người cha người mẹ mất đi ấy, thì người con nghiễm nhiên nhận được quyền thừa kế mà không cần di chúc. Tôi rất là tính hợp pháp rất cao, chỉ tình cha con mới đảm bảo tính hợp pháp thôi. Còn nhiều người họ sẽ không nhận được, bởi vì nếu họ không phát triển thì cha con họ không thể nhận được, họ lấy họ không được, tại Chúa không cho, tại Đức Chúa Trời cái tình cha con ngài rất là quan trọng. Chúa cha với Chúa con mà còn có huống chi chúng ta. Amen. Được, chúng ta còn coi trọng cái tình cha con, mà các người không quan trọng thì thôi, thì các người còn hơn ta, nên cực kỳ quan trọng trong tình cha con ấy. Nếu mình nhận được tình cha con, mình hiểu đấy là người cha thuộc linh của mình, bất chấp người thì có thể là không hoàn thiện ra sao, hay thậm chí đấm đá mình, hay thậm chí là bắt nạt mình rồi thì ABC gì đấy, quả mắng mình thế nào đấy, yêu với quả mắng. Amen. Hiến yêu quý, Nam yêu quý, nghe rõ chưa? Thế là câu một là làm được rồi đúng không ạ? Bởi vì sự bày tỏ mặc khải của Chúa cho hội thánh chúng ta thì vô số luôn, thấy không? Lôi ra thì toàn mặc khải nặng thôi, nặng ký thôi. Chỉ cần anh chị em, kể cả anh chị em mà có việc mà không nhận được sự mặc khải đó là của mình đấy, nó đây mặc khải đấy của mục sư Cường, sứ đồ Cường, chả sao cả. Bởi sao? Bởi chỉ cần anh chị em có mặc khải đây là cha thân hình của tôi xác quyết được điều đó thôi, xong anh chị em có quyền thừa kế để truy cập đến tất cả sự bày tỏ mà tôi có, sự mặc khải mà tôi có. Amen. Nên tình cha con cực kỳ lợi hại đấy anh chị em ạ, cực kỳ lợi. Mà hại ở chỗ nào? Hại khi mà không có tình cha con thì sẽ hại. Rồi câu thứ hai, hãy miêu tả dân tộc của bạn. Thí dụ như là người đàn ông nghiện alcohol, hay là trẻ em dưới 14 tuổi, hay phụ nữ ABC thì đấy nhiều lắm. Thì trong cái mặc khải mà mình có đấy, mình nói cái dân gì thì miêu tả dân của mình. Dân của mình là dân nào? Dân khoa học, dân truyền thông, dân công nghệ, dân nghệ thuật, dân chính trị, dân tôn giáo tâm linh, dân công giáo, dân tin lành kháng cách, dân chính thống,
dân Việt Nam, dân châu Á, dân châu Âu, dân là con người, thì mình nhìn thấy, mình miêu tả dân đó ra, mình bắt từ cái nhỏ thôi anh chị em ạ. Mình đang nói cái cấu trúc mục vụ này là mình đang nói một mục vụ thôi nhá, anh chị em hiểu ý không? Bởi vì ở đây đang nói về là những khía cạnh của mục vụ tuyên lý hiện đại, chỉ nói một mục vụ thôi, chứ còn nhiều nhiều mục vụ chúng ta có nhiều lắm, có rất nhiều mục vụ khác nữa, tất cả mục vụ chúng ta đều có hết, nhưng ở đây chúng ta nói một mục vụ thôi để mà chúng ta tập luyện cái lập chương trình cho mục vụ đó mà. Amen. Nên anh chị em hãy lập là dân của mình là gì? Thiếu dân nghiện, hay người thân người nghiện, hay các mẹ đơn thân, hay homeless, vô gia cư, hay người Việt Nam, hay nạn nhân cộng sản, hay những người cộng sản, ngáo đá cộng sản, hay dân châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ, châu Âu, hay cư dân trong chính trị, cư dân trong truyền thông. Đấy, trong lòng mình đang có gánh nặng nào dân nào đó, mình viết cái dân đó ra để mục vụ, mà mình nói cái mục vụ khả thi đấy nhá, mục vụ mình đã sắp sửa mình mở ngay bây giờ đấy, không mục vụ là tôi 5 năm nữa tôi mở đâu, và nói về mục vụ của bạn mà, thì mình nhìn thấy mục vụ của mình, cái dân nào mình đang có ở đây để mình phục vụ cái dân đó. Nếu ai đó mà cái dân ấy rất rộng rất lớn ấy, thì họ rất nhiều mục vụ, họ phải chia ra nhiều giai đoạn khác nhau. Như chúng ta ấy, tôi có rất nhiều dân nên thì cái khải tượng chúng ta rất lớn, nên tôi chia nhiều giai đoạn khác nhau, 40 năm đấy, và đào tạo ra 603.550 người, mà kẻ rất nhỏ trong họ phải chẳng một ngàn, rất ít nhất để đưa 63.550.000 linh hồn vào trong nước trời. Nên câu thứ hai là miêu tả dân của mình nhé, đúng không? Dân của mình là mình miêu tả thế nào, đặc điểm họ ra sao, tâm lý họ thế nào, mình nói thống kê họ, tức là khi nói về dân ấy, mình miêu tả tối đa về người đó, đúng không? Để cho mình động não đấy. Chứ dân của tôi thì dân tôi dân Việt Nam, dân tôi Việt Nam là da vàng, mắt tóc đen, sau ai đó mũi tẹt rồi ABC gì đó, không phải, phải miêu tả đầy đủ hết vào, càng miêu tả đầy đủ bao nhiêu thì anh chị em mới phục vụ được họ hiệu quả bấy nhiêu. Amen. Thì khi mình miêu tả thì mình mới nhìn thấy họ chứ, thì phục vụ họ chứ, miêu tả họ là cái gì đầy đủ ra. Nên anh chị em phải Chúa Thánh Linh, thần mưu luận đâu, thần thông sáng đâu, thần hiểu biết đâu, hỏi ngài, vật lộn với ngài ra để Chúa ơi, dân con là cái gì, dân con có gánh nặng cái dân đấy đấy, thế bây giờ Chúa tỏ cho con biết họ là ở đâu, hỏi thần mưu luận, thần mưu luận sẽ chỉ ra, tìm thông tin của họ trong là chỗ nào, lấy lật mạng ra mà tìm đọc họ ở đâu ra. Anh chị em phải động não nhá, chứ không thể là mình vô trách nhiệm mà thôi thực làm đi, làm cho xong đi, mục sư trả cho xong, đừng có mà làm như vậy anh chị em ạ. Cái này nó nghiêm túc cho mục vụ của mình mà, mình thực tập nó là bài thi đại học thôi, nhưng mà nó mang tính chất thực tiễn đấy anh chị em ạ. Đừng có nói là tôi làm thi cho xong để cho cần học xong tôi đem cái bằng hợp tôi sẽ xong, ok quên đi, vứt vào sọt rác cái bằng đấy. Tôi nói hội thánh chúng ta, hội thánh của người làm, người thực hiện, không có lý thuyết anh chị em ạ. Cái bằng lý thuyết là vứt vào sọt rác, và kẻ lý thuyết đấy là kẻ đạo đức giả, tôi thà không biết còn hơn. Như Chúa Giêsu nói, thà sinh không sinh ra nó còn hơn. Chúa nói với ai đấy? Judas Iscariot đấy, lý thuyết mà. Thà không sinh ra nó còn hơn. Chúng ta học về Chúa, chúng ta chỉ có nhiệm vụ là phải áp dụng vào. Áp dụng vào, mà áp dụng tất nhiên là không phải ngay lập tức áp dụng được đâu. Nhưng nhiệm vụ chúng ta làm sao phải rút ngắn thời gian từ lúc mà thực hành cho đến lúc ra kết quả đấy, là rút ngắn thời gian ngắn nhất. Từ lý thuyết thực hành là ngắn nhất. Được chưa anh chị em? Em miêu tả dân của Chúa, là dân của mình. Thì thế nào? Lấy thống kê ra, mở mạng ra mà xem. Đặc biệt. Đọc báo, sách báo, nghiên cứu họ thì ví dụ dân nghiện chẳng hạn. Ok, chúng ta xem dân nghiện là nào, thành phần nghiện như nào, thống kê về nghiện ra sao, các lứa tuổi họ thế nào, các đặc điểm họ ra sao, các địa vị xã hội họ thế nào, về trình độ học vấn họ ra sao, rồi họ nằm ở cái địa bàn nào, mức sống họ ra sao,
nền văn hóa thế nào, mentality, suy nghĩ của họ ra, đủ đủ các thứ biết hết ra anh chị em, đặc điểm tâm lý họ ra sao, họ có gánh nặng gì, họ có nan đề gì, họ sở thích gì, họ gặp những cái trở ngại nào, họ có cái ưu điểm nào, nhược điểm nào, mình phân tích ra tương tự như là hay, do 12 thám tử đấy, được xoay đi do thám đấy, về do đi do thám thì có Joseph, vì Joseph và Caleb thôi ấy, phân tích ra đầy đủ đấy, khi nói về do thám tức là như vậy đấy, đi nghiên cứu đấy, chứ không phải đi do thám là chỉ hiểu một cách ngây ngô là tôi đi tình báo, tình báo cực kỳ, tình báo là cái nghề cực kỳ là động não đấy, chưa không có tình báo tôi cứ thấy bắt là xong đâu, tình báo là đi nghiên cứu xem xét cân đong đo đếm cân nhắc đánh giá đâu là tin tức thật đâu tin tức giả, anh chị em ạ, làm bộ phân tích đầy đủ các thứ mới kết luận ra cái phần này, sau mới gửi đi về trung tâm cơ quan đầu não trung ương, chứ không cứ lấy cái thông tin vớ vẩn đâu đấy ô thế là nộp, mà phải phân tích chú đáo đầy đủ hết, kiểm tra kiểm định, miêu tả dân là chúng ta như vậy đấy, thành phần ra sao, tỷ lệ tội phạm họ như thế nào, như người nghiện chẳng hạn đấy, nghiện ma túy, nghiện alcohol đấy, thì chúng ta phải vào trong mạng mà tìm xem tỷ lệ tội phạm của giới trẻ thế nào, tỷ lệ tội phạm của phụ nữ ra sao, tỷ lệ tội phạm của người nghiện thế nào, nghiện ma túy thế nào, ở Mỹ, ở Việt Nam, ở châu Á, châu Âu, châu Phi thì gì đấy, mình cứ đánh search trên mạng nó ra, nó không ra thì phải đọc rồi tìm, nó cứ cầu nguyện với Chúa, Chúa Thánh Thần là thần mưu luận nên sẽ chỉ chúng ta thông tin ở đâu, mà vì chúng ta biết thần mưu luận để làm gì rồi đúng không, chúng ta học về bảy thần của Chúa thôi mà, thì thần mưu luận đấy cái khả năng mình tìm ra được cái thông tin cần thiết cho cái nhiệm vụ cụ thể nào đó, thế thôi, đã có hết tất cả các công cụ Đức Trời ban cho rồi, rất tuyệt vời. Vậy nhá, câu thứ hai xong nhá, hướng dẫn anh chị em đây, cái này là công tác mình tự làm đấy. Câu thứ ba, bạn hay thường va chạm những nan đề nào nhất, ma túy, sợ hãi trẻ thơ, stress gì gì đấy, sự sợ hãi trẻ thơ có nghĩa là không phải sợ trẻ con đâu anh em nhé, sự sợ sợ hãi trẻ thơ tức sợ hãi từ hồi trẻ đấy, hồi còn trẻ mình sợ cái gì đấy, sợ ma chẳng hạn này, sợ độ cao này, nhìn thấy máu đổ máu thì sợ máu đổ đủ cứ đi hồi nhỏ mình sợ cái gì đấy, thì mình hay va chạm nó thì mình mơ thấy điều đó không, thì mình liên quan đến nó, những vấn đề nào mà mình hay va chạm nhất, mình nghiên cứu bản thân mình đấy, mình thấy vấn đề gì, vấn đề thiếu tiền liên tục chẳng hạn đấy. Chẳng hạn thì không phải là vấn đề đấy, là vấn đề là thờ ma môn, mà vì nhà nhìn thấy tại sao như vậy, ngu ngốc trong việc lập cân sách chẳng hạn này, không trung tín trong phần mười của dơ chẳng hạn này, không trung tín trong việc xử lý tiền bạc của Chúa chẳng hạn này, như gì đấy nhiều nhiều, nên mình xem những nan đề nào mình hay va chạm nhất, thì đấy là cái sự kêu gọi của mình đấy anh chị em, Chúa Trời ngày đặt để những dự đặt ở trên mình mà, ví dụ tôi thấy nan đề tôi va chạm nhất chẳng hạn, tôi thấy nan đề về về hội thánh, sự lộn nạo trong hội thánh, tôi thấy nan đề các dân tộc bị ma quỷ nó ăn ăn nó ăn bóc bánh chẳng hạn, Babylon nó đập diệt chẳng hạn, tôi nan đề Đức Chúa Trời ngài mất ngài bị nhu mờ sự vinh hiển mà ngài có trên đất này, tôi có cái nan đề tôi nhìn thấy cái chỗ này chưa được vinh hiển bây giờ bị mất, thì tôi viết ra nan đề đấy để nó dính sự kêu gọi của tôi mà, tôi anh chị em nhìn thấy nan đề, thứ anh chị em hay va chạm người nghiện chẳng hạn này, ra đường thì gặp người nghiện này, ở hàng xóm người nghiện này, đấy là công sở của người nghiện chẳng hạn này, đọc báo đọc chí đọc người nghiện này, chủ nợ hay là con nợ bị là người nghiện chẳng hạn này, thế cứ nói chung mình cứ thấy cái gì là mình thấy là à, thấy cái vấn đề hay gặp nhất, thì họ dạ dẫm khủng bố mình này, cũng người nghiện này chẳng hạn này, lấy xe đâm con dê là người nghiện, nói chung cái gì mình cứ nhìn thấy ở đâu là mình thấy rằng là có khả năng cái nan đề thì mình thấy nhiều nhất đấy, để mình biết gì xung quanh mình mà, hay nhìn thấy ai đó nhìn thấy là nạn trẻ con không gì nhỉ, trẻ con biết lý do tiếng Việt là gì nhỉ, trẻ con nói chung từ mồ côi đấy, trẻ con cơ nhỡ đấy, trẻ trẻ cơ nhỡ cái trẻ mà lang thang ấy, trẻ bụi đời đấy nhiều này, mình nhìn thấy mà mình thấy nan đề nhiều, thì đấy đấy là sự kêu gọi của mình đấy.
để nó dính đến cái mục vụ của mình mà. Thì mình phải viết ra, có phải rất ngắn không? Nhưng mà nhờ câu hỏi đấy mình sẽ bật mở ra mục vụ của mình. Tại vì cái mục vụ của mình nó cần phân tích nó càng sâu bao nhiêu, càng rộng bao nhiêu thì mình càng dễ làm bấy nhiêu. Thì nó càng thành công bấy nhiêu. Cơ mình ra bông trái hay là cơ nghiệp mình càng lớn bấy nhiêu. Amen. Nên anh chị em nhìn thấy một vụ ấy mà tôi đưa ra mà thấy khó thế lớn thì đấy là để giúp anh chị em có được bông trái nhiều. Amen. Chứ đừng bảo ông chồng ông nắm chuyện thế ông tải cho mình bao nhiêu việc. Tải bao việc đấy là sung sảy sung sướng hay sung sướng đấy bởi vì có việc để làm. Ra nhiều tiền cho Chúa, tiền 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 nước thiên đàng đấy, không phải cái tiền gì đất đâu. Phần thưởng. Phần thưởng thiên đàng đấy. Amen. Chúng ta phải nhìn đấy, chúng ta như là cái người thợ săn đấy hay người mà đang làm công đấy, vì có nhiều đơn đặt hàng order thì càng thích hơn nữa, đơn hàng nhiều vô số cả thì càng sướng, cũng hình như đặt hàng bán chạy lắm, hàng bán chạy lắm thì phải thích chứ, không phải ôi sao nhiều thế, nói chuyện thế, đặt vừa vừa thôi chứ, đặt thì nhiều thế này, thấy đi săn thấy con thú nhiều quá, con thú to sướng quá, phải chuẩn bị bán ôi để thật nó hấp dẫn, ôi đi câu cá thì thấy cá nhiều, những con cá to ôi lại càng thích, chứ thấy cá to thì bỏ chạy, bỏ chạy cá to lắm bắt không được đâu, rơi bắt cá nó nuốt mình mất rồi, không 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 chơi, mà nhìn thấy cá to mình sẽ sụp xuống xong rồi còn lại mình bắt nó về. Amen. Rồi điểm thứ tư, hãy viết ra bao nhiêu người, bao nhiêu leader bạn muốn nhìn thấy trong mục vụ của mình cho đến cuối năm nay. Câu thứ tư đấy, tức là từ dần cuối năm mình còn mấy tháng nữa, mình còn có 7 tháng nữa thôi, trong 7 tháng này mình sẽ lãnh đạo bao nhiêu mục vụ, mình xin lỗi, mình lãnh đạo bao nhiêu người và bao nhiêu lãnh đạo trong đó, mình cất nhắc lên đào tạo ra bao nhiêu lãnh đạo, mua anh chị em đấy dạy được bao nhiêu lãnh đạo, các mục vụ gì, ai đó ngợi khen thờ phượng, ai đó cầu nguyện, ai đó trường kinh thánh, ai đó mục vụ xã hội, à, đó là một vụ dự án, nó có dự án trong xã hội về hôn nhân, về gia đình, về đồng tính luyến ái, chuyển giới, về nghiện ngập ma túy, về giải quyết nạn cộng sản, giải quyết nạn tôn giáo, giải quyết nạn nó cái gì đấy, cái vụ nào anh chị em đang có đấy thì mình phải nhìn thấy trong đó là trong từ lần cuối năm 2023 mình có bao nhiêu, một người cũng được, không có hai thì tùy anh chị em, anh chị em phải cầu nguyện với Chúa và Chúa tỷ chọn tỏ cho thần tỏ ra, Chúa tỏ cho mình mà mình mong muốn nữa, mà cái muốn của mình ấy nó là cái muốn thực tế, cái muốn này muốn khả thi mình có thể làm được. Amen. Amen, cảm ơn Chúa. Đến cuối năm chứ không phải tôi muốn, ôi tôi muốn là từ giờ cuối năm tôi có 1 triệu leader, tại sao muốn thế, bởi vì tôi biết thế này cho nó bách. Không cần bách ở đây, thế 1 triệu đi đời được rồi, bạn muốn 1 triệu ok tốt thôi, thế bây giờ bạn lập trình ra 1 triệu từ giờ đến cuối năm, bạn có lập trình được 1 triệu người đi đời không, 7 tháng đấy, trung bình là mỗi tháng là 30 ngày đi, đi là 210 ngày đấy, thì ra được bao 1 triệu đi đời hay như nào, hay là lãnh đạo, một lãnh đạo cũng được, hai lãnh đạo được, hai leader cũng được, và có bao nhiêu người trong trong những lấy người thì bạn lọc ra lãnh đạo, chúng ta đã có cái chiến thuật chúng ta phải lọc người rồi, đúng không, từ 10.000 người thì 10% chúng ta lọc ra còn 10.000, à, còn 1.000, 1.000 từ 10% chúng ta lọc lại còn 100, 100 đúng không, 10% còn 10, 10 chúng ta lọc 100 còn 1, cơ chúng ta sẽ đào tạo một vua từ 10.000 người và chúng ta có công nghệ để thu hút được 10.000 người. Bây giờ công nghệ này rất dễ dàng bởi vì internet có rất nhiều thế, tạ ơn Chúa. Hồi xưa chúng ta có thể là khó, thời Chúa Giêsu làm sao bây giờ động đến 10.000 người khó lắm, hay động 1 triệu người sao động được đây, bây giờ chuyện nó không khó khăn gì nữa rồi. Rồi câu thứ năm, vì thế mình viết ra bao nhiêu người, bao nhiêu người ấy là mình phải có kế hoạch cho những người đấy nhá, chứ phải viết ra một cách tôi thích có bao nhiêu người đó, tôi thích 1 triệu người hay 5 người 10 người đâu, mà viết ra kế hoạch ấy tôi muốn bao nhiêu người và cái khả thi nó có,
Câu thứ năm, bạn dự tính dùng cái gì cho sự phục vụ dân của mình? Các bạn, bạn sẽ định làm cái gì đấy để phục vụ dân của mình? Thì bạn phải dạy dỗ họ đúng không? Phải dạy dỗ họ thì bạn đào tạo đã. Thì bạn sẽ phải học đọc cái sách gì? Bạn phải xem những tư liệu nào để mà bạn biết được, để mà dạy cho họ, để mà giải cứu họ, cho họ nhận biết lẽ thật, để lẽ thật giải phóng họ. Amen. Để phục vụ cho dân của mình là phục vụ bằng lẽ thật đấy, để cho dân của mình ấy là nhận biết lẽ thật và được giải phóng. Thì mình cần đọc sách gì? Loạt sách mình cần viết ra không? Rồi, tiếp theo để đủ hiểu chưa anh em? Đọc sách gì, xem tư liệu nào? Đâu đi lên internet là Internet, đúng, internet mà xem. Sách thì mình, sách nào mình có, mình phải tham đọc sách. Sách sự kêu gọi, sách về dân nào đấy của mình ấy, để nhận biết thật. Ít ra phải sách Kinh Thánh. Nhưng đọc Kinh Thánh không, không thì chưa đủ. Để trong Kinh Thánh có nhiều cái không biết hết. Về cụ thể, Kinh Thánh chỉ nói về gì ạ? Về nguyên tắc, về giá trị thôi. Nhưng trong Kinh Thánh không dạy về tiếng Anh. quy tắc. Trong Kinh Thánh không dạy lái xe. Trong Kinh Thánh không dạy cách chơi đàn. Trong Kinh Thánh không dạy cách làm bác sĩ. Trong Kinh Thánh không dạy cách làm máy tính. Nhưng có nguyên tắc, dạy máy tính nguyên tắc tất cả cái gì làm được. Thế còn dạy cụ thể thì mình phải phải đào ở chỗ nào để mình học, mình tìm đâu đó, mình đọc đâu đó. Tư liệu nào lấy ở đâu ra? Bây giờ trên mạng còn nhiều rồi. Nhưng đọc trên mạng phải kiểm soát nhé. Chứ không mình lao đầu với lại chơi cái trò chơi xong phạm tội lung tung ấy. Mà mình nhớ là mình phải là người nào đấy của Đức Chúa Trời đấy. Không phải là cắm đầu cắm cổ mà cho chơi trò chơi thì xem vớ vào vớ vẩn đâu. Mất mạng của mình đâu, mất luôn sự kêu gọi đâu. Đi công tác đấy, Ừ, mình đang nhớ mình đang đi công tác đấy, nên mình thực hiện nhiệm vụ đấy, đại chứ diện không cho nước trời đó, đấy. chứ phải ngồi tôi lơ mơ đâu. Thôi đi chơi tí, rồi tôi đi đại sứ, Đại tôi vào sứ. tôi nhậu quá, xong rồi nhậu say xỉn, xong tôi đi xe đâm chết, thứ cái gì nữa. Rồi sang câu 6 này. Hãy viết ra thời gian cầu nguyện cho dân của bạn và lập danh sách cầu nguyện và chọn lựa những đoạn kinh thánh cho việc cầu nguyện này. Đấy, chúng ta có quyền chiến lược được nhiều năm nay đúng không? Chúng ta biết các dân, các nước của chúng ta là cái gì rồi. Cả y sinh thuộc linh thuộc thể rồi, tất cả các giáo hội rồi, ta biết rồi, các mục vụ rồi, các lĩnh vực rồi. Và chúng ta có 7 ngày cầu nguyện. Đấy, nhiều năm nay chúng ta cầu nguyện đấy, lời Chúa như thế nào đầy đủ hết rồi. Cái gì chúng ta cũng dính hết rồi chuyện đó. Đúng không ạ? Cơ nghiệp Thì cơ nghiệp đại ấy, sứ thì nói về cơ nghiệp là nói tất cả luôn mà. tìm đến Nó không bị giới hạn. là Chúa Vâng. dân Thì chúng ta gọi là hoàng hậu sùng ái mà. Đó, thế phải làm tất cả cái gì mà Chúa làm. Chúng ta nhận cái từ Chúa nói là kẻ tin ta cũng làm việc còn lớn hơn nữa. Xong. Mình đòi hỏi đánh Chúa đang nói chuyện cho mình mà. Có tin, có dám tin không? Thôi Chúa ơi, chừng này là Chúa, còn con là con làm sao được. Thế không tin lời ta, thế sao? Thế mất phần thưởng đức tin đấy thôi. Thế còn kẻ nào đấy bảo, ơ, cái thằng kiêu ngạo thế, nó là người mà nó dám kiêu ngạo, nói là nó làm như Chúa. Ơ, thì đấy là kẻ đến án, kẻ vu khống đấy, kẻ đấy đang làm công cụ cho ma quỷ đấy. Bởi vì Chúa đang nói rằng kẻ tin ta là người ta làm, thế bên kẻ nó nói là, ơ, làm được, thế tức là nó đang chống lại lời Chúa. Thấy không? Đấy là sự, đúng rồi, đấy là sự cao quá lẽ đấy. Tức là nó muốn làm cao hơn Chúa Trời. Chúa bảo là kẻ tin ta làm được. Nhưng mà nó muốn cao hơn Chúa cơ. Nó bảo không làm được. Tức là nó lại cao hơn lẽ thật đấy. Cao hơn lời Chúa đấy. Đấy là quá lẽ đấy. Chúa bảo hãy yêu kẻ thù. Đấy. Lẽ thật là yêu kẻ thù. Mà nó bảo không yêu được. Tức là nó bảo là Chúa ơi, Chúa ông đừng nói nữa. Ông nói lắm mốc. Ông đừng nói nữa. Nó bảo Chúa như vậy. Nói ngược lại lời Chúa Trời. Nó cãi cọ với Chúa đấy. Đấy là cao quá lẽ đấy. Thế nên chúng ta viết ra thời gian cầu nguyện dân đấy như thế nào?
trong cái chúng ta thì mấy năm nay chúng ta đã được huấn luyện cả một chiến lược rồi, cho các dân các nước rồi, cho các mục vụ như nào vân vân ABC rồi, nền tảng rồi, để chúng ta biết thời gian cầu nguyện như nào. Nhưng mà ở đây nó mang tính chất cá nhân cho mục vụ của mình, cái sự cầu nguyện chiến lược mà mình cầu nguyện cho hội thánh chúng ta là cầu nguyện chung thôi, để chúng ta biết được cái cơ cấu cầu nguyện ra sao, biết lời Chúa sao, biết cách cầu nguyện ra sao, biết cách tiến hành chín trận cầu nguyện thuộc linh ra sao. Amen. Đánh các nơi cao thế nào, chiết hạ cơ đồ đầu não, cơ quan đầu não trung ương của ma quỷ ra sao, của Babylon ra sao, chiết hạ các mầm mống ra sao, biết thẩm quyền của mình, xong mình tập dượt đấy thôi. Còn bây giờ mình phải áp dụng vào các việc cầu nguyện cho dân của mình đang có này. Amen. Dính cái mục vụ mình đang đang thực hiện đây này. Amen. Thì công chiến lược kia chúng ta cầu nguyện chung thôi. Để chúng ta nhìn thấy cũng chỉ toàn cảnh để có chiến lược tổng thể thôi. Nhưng chúng ta phải đi vào sâu vào một cái dân nào đó cụ thể và mình đang có một vụ xã hội nào chẳng hạn, nói thẳng về cái trong cái giai đoạn nào đó, thì giai đoạn 5 năm 10 năm chẳng hạn, chúng ta tập trung vào thí dụ như cái mục vụ xã hội về cai nghiện chẳng hạn, thì mình nhìn cái dân là cai nghiện, người nghiện hay người thân người nghiện, thì mình phải có cái thời gian để cầu nguyện cho dân đấy. Amen. Để hủy phá tất cả mảnh sức ở trong cái vùng dân đấy là cái gì, đánh hạ tất cả nơi cao, hủy phá tất thể các đồ lũy thuộc linh trong đó, bắt tất cả ý tưởng tôi của Chúa Giêsu ở nơi đó để đẻ cái dân đấy ra. Khi mình cầu nguyện cho dân đấy là mình phải cầu nguyện để đẻ, mang thai cái dân đó, để đẻ cái dân ra anh chị em ạ, sinh họ ra trong cái thành vương quốc của Chúa đấy. Amen. Sau danh sách cầu nguyện có, và anh công thánh nào khẳng định chuyện đó, chưa cầu nguyện là ơ chưa con yêu họ, con chưa thích họ, con cầu nguyện không có lời Chúa thì không cơ sở, không thì lời sẽ không mạnh anh chị em ạ. Đấy là cầu nguyện theo cảm tính của mình thôi, cầu nguyện theo cái ý thích của mình thôi. Nhưng mà nếu ý thích của mình chung ý muốn của Chúa ấy, thì nó mới quyền năng nói mạnh. Amen. Thế tại sao chúng ta cầu nguyện bằng lời Chúa như vậy này? Để ý mình ấy, để chung ý của Chúa chưa? Thì lời cầu nguyện chắc chắn là sẽ được, sớm muộn được rồi. Amen. Đây câu thứ bảy, câu cuối cùng là bạn có chương trình phục vụ cho dân mình chưa? Đây, chương trình để phục vụ cái dân của mình đấy, mà cụ thể đấy mình đã có chưa? Người cai nghiện, trẻ mồ côi, người quá bụa, mẹ đơn thân, người thân người nghiện, chính trị gia, ngáo cộng sản, ngáo tôn giáo, mình đã có chương trình cho họ chưa? Thì gì đấy, dân nào đó chưa có, biết là chưa có. Nhưng mà chưa có thì không thể biết một cách vô trách nhiệm là chưa có được. Nên tôi đang chèn nhé, đừng có biết là chưa có. Nếu mà biết là chưa có, đừng có nghĩ là trả lời câu hỏi như thế là thôi, thế là phủi bụi, thế sao trách nhiệm, thế là người vô trách nhiệm, hiểu không ạ? Mình chưa có thì phải làm sao nó có được chương trình đó đấy, nếu thực sự mình chưa có đấy. Mình cũng vẫn nói là tôi chưa có nhưng tôi Nhưng đang tôi phải chưa làm thế đạt. nào, tôi chưa đạt nhưng làm thế nào để có được chương trình đó, thì phải viết cái cụ thể ra, chứ không phải nói tôi chưa có thôi chấm hết trách nhiệm. Đấy là người vô trách nhiệm, như đấy là kẻ, đấy kẻ là Kinh Thánh nói là kẻ là làm công đức ra cách dối trá, kẻ giấu máu nơi cơ mình. Chúng ta không nói chưa có xong thôi phủ bận phục vụ xong hết tôi không làm nữa. Cái tinh thần này, tinh thần của kẻ nô lệ, tinh thần của kẻ ăn bám, tinh thần của kẻ mà ở trong cái mentality của ma quỷ, của vương quốc bóng tối. Amen. Chưa có phải làm gì để có đây, đúng không ạ? Chưa có là thôi, cũng như bạn con nghèo không, tôi còn nghèo, thế thôi. Thế bạn không có chương trình để giàu à, tôi ốm, thế bạn không chương trình để bạn khỏe mạnh à? Nên không thể nói là chưa có chấm phát hết. Nên tất cả câu trả lời mà chưa có là không chấp nhận được đây nha anh chị em nhé. Chưa có, không vẫn, chưa nói, vẫn chấp nhận được. Nhưng phải làm gì với chuyện chưa có đó? Thì anh chị phải có chương trình để có được. Còn nếu có chương trình thì tuyệt vời. Còn nếu chưa có chương trình ấy, thì làm sao để có chương trình đó đó? Phải làm cái điều gì để làm sao có được chương trình? Làm việc với mình như thế nào để mình có được chương trình đó? Vậy câu thứ bảy thì liên quan đến cả 6 câu đầu rồi nữa, đúng không ạ? Chương trình phục vụ dân của mình nè. Nếu mà anh em mà trả lời được các câu ở phía trên mà có rồi, mà ai biết là chưa có đấy, thì cái người này là người nói dối. Người này người thật là ngu dốt luôn đấy.
dùng từ đúng từ ngu dốt luôn đấy, bởi mâu thuẫn chính mình luôn, bởi vì những cái câu 6 câu đầu nó cần nói cho cái câu về chương trình của mình đấy, đúng không ạ? Vậy chương trình nó phải bắt đầu từ khải tượng lời Chúa đã, nên chúng ta có nhìn thấy không, miêu tả các lời mà Khải bạn nhận từ Chúa đó. Đó, cái chương trình nó phải từ lời Chúa chứ không phải chương trình tự mình nghĩ ra đâu, hay mình học ở đâu nào vẽ ra đâu anh chị em ạ, mà phải từ Chúa trời, vì tất cả mọi sự phải từ Ngài, hướng với Ngài và cho Ngài cả, mà nguyên tắc alpha omega mà. Amen. Chúng ta học rồi, Chúa là đầu và là cuối, Ngài khởi sự và Ngài kết thúc. Amen. Nên vì thế cái câu số 7 mà trả lời là không có là không chấp nhận được nhá. Nếu mà chưa có thì chứng tỏ rằng câu 1 cũng không có, câu 2 không có, câu 3, câu 4, câu 5, câu 6 cũng chẳng có. Tất cả người chẳng nói bây giờ gì cả. Hiểu ý không anh chị em? Chỉ có thể là cái chương trình chưa hoàn thiện thôi thì có thể chấp nhận được. Chứ nó chưa có là câu nói nó không đúng với các học viên đến ngày hôm nay. Amen. Vậy thôi, thế là xong cái bài tập này rồi và chúng ta có thể làm được. Ok anh chị em, tốt chứ? Thôi mời anh chị em cầu nguyện đi thôi. Cảm ơn Chúa. Con đem công nguyện. Amen, cảm ơn Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Ngài cho chúng con nhìn thấy khải tượng của Chúa, Ngài cho chúng con nhìn thấy khải tượng của người cha thuộc linh, và chúng con là những phần mà nhỏ, chúng con cần phải trung tín trong những công việc nhỏ mà Chúa giao phó cho đời sống của chúng con. Và chúng con nhìn thấy dân của chúng con ở đất nước Việt Nam này, họ rất là nghèo đói, lẽ thật của Chúa, họ rất là mong muốn được nhận biết đấng tạo hóa. Dân của chúng con là dân yêu mến Chúa ạ, yêu mến điều mà lớn lao, nhưng họ chưa biết được cái con đường nào để dẫn họ đến cái điều lớn lao đó. Thì chúng con cầu nguyện cho họ trong đời sống của chúng con, đây chính là câu trả lời cho họ. Chúng con sẽ miêu tả cho họ về 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 về, về tất cả những cái điều tuyệt đẹp của Chúa tạo dựng nên họ. Chúa ạ, chúng con tin rằng chúng con sẽ làm được những điều đó, và chúng con cũng đã được đọc những cái cuốn sách để thay đổi đời sống của bản thân mình. Chúng con đã làm nó để thay đổi bản thân mình. Chúng con tin rằng Chúa ạ, chúng con cũng làm nó thay đổi người khác. Tất cả những người đến với chúng con thì chúng con sẽ không bỏ rơi họ. Tất cả những người mà ra ban cho chúng con thì chúng con sẽ làm cho họ trở nên vĩ đại, làm cho họ trở nên Chúa ạ, tuyệt vời. Và chúng con cầu nguyện Chúa ơi, để trong bước đường của chúng con đi, chúng con biết đập nát tất cả Babylon ra khỏi đời sống của những cái con người đó Chúa ạ. Chúng con cảm ơn Ngài rất là nhiều, và chúng con cầu nguyện để chúng con được ăn nuốt tất cả những cái lời dạy dỗ của Chúa trên người cha thuộc linh của chúng con trong ngày hôm nay. Chúng con biết ơn Chúa và chúng con cầu nguyện Chúa ơi, chúng con cầu nguyện Chúa ạ, để chúng con nhìn thấy tất cả những chúng con làm lên, viết lên tất cả những cái điều mà con người chúng con va chạm với họ trong đời sống của mình, để làm nó, để chúng con biết cầu nguyện cho đúng Chúa ạ. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần. Amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Yeah. Amen. Hallelujah. Shakara. Chúa con chúc phước cho để chúng con để làm bài tập một cách tuyệt vời cho để bài tập này chính là cái cao trình cho chính họ luôn Chúa trong danh Chúa Jesus. Amen. Amen. Rồi tắt tới đây Nam ạ. Alo. Và đây con đang tắt.